Khi nào học tới lớp chơi liên hệ tí nha. Nhớ em trẻ vậy hả? Đúng. Rồi để ra ra đi liên hệ quay đi. Ok. Ngồi cái đây em làm được không? Ok. Xin chào các em, trong video thầy sẽ hướng dẫn các em giải chapter số 24 dựa trên số lớp 12. Thầy sẽ bắt đầu với các em. Câu số 1 để ra câu hỏi các em điểm cực tiểu của đồ thị nha. Điểm cực tiểu của đồ thị có nghĩa là chúng ta sẽ lấy xy luôn, cho nên cái điểm cực tiểu của nó là cái tọa độ 0,2 nè mấy em. Là câu A. Câu 2. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào là 0. Câu B. Câu 3, hàm này có bao nhiêu điểm cực trị? Lên xuống là ra 3 điểm. Câu 4, người ta mình sẽ có tiệm cận ngang là y bằng 2 nè. Mày số 2. Tiệm cận đứng là x bằng 1. Cho nên người ta hỏi tiệm cận ngang là D. Câu số 5. Hàm này đã cho đồng biến trên khoảng nào? Là các em sẽ lấy từ 2 tới chi vô hạn và âm vô hạn tới 0. Cho nên đáp án là A. Câu số 6, tính thể tích khối lập phương. Thể tích khối lập phương là cạnh mũ 3 các em, là 27. Câu BC. Câu 7. Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh thì các em vẽ hình tứ diện nha. Hình tứ diện là hình chóp tam giác đó mấy em. Nhưng mà nó có tất cả cạnh bằng nhau thì chúng ta sẽ đếm là 6 cạnh. Là câu D. Câu 8 là công thức. Thể tích của khối lăng trụ là base nhân 2, câu C. Câu 9, thể tích khối chóp là 1/3 base nhân 2. Là 1/3 base. Base là 4 nhân 2 là 6. Cho nên là 8, câu D. Câu 10. Người ta hỏi các em tổng diện tích tất cả các mặt của khối lập phương. Khối lập phương của em có 6 mặt mà mỗi mặt là A. Đúng không? Mỗi mặt là A, cho nên á diện tích một mặt là ra A bình, dẫn tới việc diện tích của 6 mặt là 6 A bình. Như vậy đáp án là D các em. Thì lecture này chapter này cũng nhẹ nhàng thôi, hy vọng là các em sẽ làm được điểm cao. Bye bye các em.